Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Kia tốt Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Creta Và trong phân khúc gầm cao tầm trung Anh em còn rất là nhiều sự lựa chọn khác Ví dụ như ở chiếc Honda HRV Mazda CX-3 Mazda CX-30 Peugeot 2008 Toyota Cross Và một số những mẫu xe khác Đặc biệt còn có mẫu xe Mazda CX-5 Vừa mới được ra mắt form mới Và giá bán của các phiên bản Mazda CX-5 thì lại đang cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao tầm trung và các mẫu xe SUV 5 chỗ. Chính vì điều này, anh em thực sự thời điểm này mua xe gầm cao tầm khoảng từ 600 cho đến 800 triệu anh em có quá nhiều sự lựa chọn. Và đối với mẫu xe Kia Sorento, anh em sẽ có hai tùy chọn động cơ, đó là động cơ thường 1.6 và động cơ 1.4 turbo. Kia Sorento có các phiên bản sau Đối với động cơ 1.6 thường thì có Santos bản 1.6 AT Premium, Santos 1.6 AT Luxury, Santos 1.6 AT Deluxe. Đối với tùy chọn động cơ 1.4 Turbo, anh em có các phiên bản sau. Thứ nhất đó là Kia Santos bản 1.4 Turbo Premium, Kia Santos bản 1.4 Turbo Luxury, Kia Santos bản 1.4 Turbo Deluxe. Ngoài ra thì anh em còn có thêm các tùy chọn cho phiên bản Santos 1.4 Turbo GT Line, Santos 1.4 X Line. Chính sách bán hàng của Kia phân phục thị trường Anh em lưu ý cho em vấn đề này Có nghĩa là anh em ở địa phương nào mà có showroom của Kia rồi Thì anh em chỉ được phép mua xe ở showroom nơi đó thôi Anh em xem video của em Anh em sẽ nắm được giá bán Cũng như là những chính sách bán hàng của các phiên bản xem tốt Anh em cảm thấy phiên bản nào phù hợp Thì anh em ra trực tiếp showroom để đàm phán cũng như là mua xe và anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình bên em sẽ bán hàng trực tiếp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Về cơ bản giá xe lăn bánh của hai hình thức này thì đều như nhau. Có điều anh em mua trả góp thì anh em sẽ bị phụ thuộc phía ngân hàng và sẽ bắt mua bảo hiểm thân vỏ cùng với những dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và mời anh em cùng đến với phần tiếp theo đó là chi tiết chính sách bán hàng của từng phiên bản sân tốt tại thời điểm này. Mời anh em cùng đến với sân phiên bản Dinax. Đối với phiên bản Dinax, anh em sẽ có hai tùy chọn đó là tùy chọn động cơ 1.6 AT thường và động cơ 1.4 turbo và cụ thể giá bán của hai tùy chọn động cơ cho phiên bản áp đều là 599 triệu. Anh em được tặng kèm những phụ kiện cơ bản như là giá phích nhiệt, thảm để chân và túi cứu hộ. Ngoài ra sẽ hỗ trợ anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thêm những khuyến mại khác. Anh em cứ liên hệ trực tiếp. Với giá bán 599 triệu, giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 711 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 692 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% là 677 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 696 triệu. Giá xe lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa 85% giá trị xe. Như vậy anh em cần phải chuẩn bị số tiền là 15% giá trị xe ban đầu cùng với chi phí đi đăng ký và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất, em cũng đã tính cho anh em để anh em chuẩn bị như sau. Anh em nào ở Hà Nội anh em cần phải chuẩn bị là 201 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 182 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 167 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 186 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải chuẩn bị thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 8,3 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy với chiếc tốt 1.6 Dinax và tốt 1.4 Turbo Dinax, anh em được vay ngân hàng tối đa là 509 triệu. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 9,3 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là sân tốt bản luxury đối với sân tốt bản luxury anh em cũng sẽ có hai tùy chọn động cơ đó là sân tốt 1.4 turbo luxury và sân tốt 1.6 at thường luxury giá bán của sân tốt 1.4 turbo luxury là 639 triệu và giá bán của Centos 1.6 Turbo Luxury là 629 triệu. Như vậy tùy chọn dân tốt 1.6 AT thường Luxury rẻ hơn so với 1.4 Turbo Luxury là 10 triệu. Và em xin phép tính giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương. Tính từ phiên bản xe tốt 1.4 Turbo Luxury là từ giá bán 639 triệu để anh em tham khảo và cân đối. Với giá bán 639 triệu, giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 703 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 683 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 676 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 696 triệu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 160 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 140 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 133 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 153 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 8,9 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 543 triệu cho chiếc Kia Sportage 1.4 Turbo Luxury. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 10 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là phiên bản Premium. Đối với phiên bản Premium này, anh em cũng sẽ có hai tùy chọn đó là Santos 1.6 AT thường Premium và Santos 1.4 Turbo Premium. Giá bán của Kia Santos bản 1.4 Turbo AT Premium là 704 triệu. Còn giá bán của Kia Santos bản 1.6 AT thường Premium là 689 triệu. Như vậy là lệch khoảng 15 triệu. Em xin phép tính giá xe lăn bánh tại các địa phương và những cái thông tin trả góp của phiên bản Suntop 1.4 Turbo Premium để anh em tham khảo. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 771 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 752 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 744 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 764 triệu. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 173 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 154 triệu, anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 146 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 165 triệu. Ngoài ra anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí nữa đó là bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên chỉ đã là 9,8 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. Cụ thể đối với chiếc Kia Sorento bản 1.4 Turbo Premium anh em vay được tối đa là 598 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 11 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,2 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,8 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo ngoài các tùy chọn cơ bản cho Kia Santos em vừa mới giới thiệu anh em còn có thêm các lựa chọn tùy chọn khác như là chiếc Santos 1.4 Turbo GT Line Santos 1.4 Turbo X Line và giá xe nó sẽ trên lệch khoảng 10 đến 20 triệu anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em bên em sẽ hỗ trợ tư vấn từng phiên bản cho anh em để anh em tham khảo và trong video này em giới thiệu đến anh em đây là những phiên bản cơ bản nhất anh em có chỗ nào chưa hiểu anh em có thể để lại bình luận dưới phần mô tả em sẽ hỗ trợ cho anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em